Xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh của dự án Sunshine City Sài Gòn ở đường Phú Thuận của quận 7. Thì đây là căn hộ 2 phòng ngủ, các anh chị tham khảo qua cái sơ bàn tổng thể này nhé. Thì diện tích tim tường là 77,83m², diện tích thông thủy là 68,56m². Các anh chị thấy là đồng nghĩa với việc đạt tường của chúng ta khá là dày nè các anh chị, cách nhau được gần 10m², thì cái tường rất là dày, thì sẽ là hạn chế những cái tiếng ồn, hạn chế những cái nhiệt độ. Bây giờ chúng ta vào bên trong nha các anh chị. Thì vừa vào bên trong của chúng ta thì các phòng ngủ sẽ được bố trí ở bên mé tay trái luôn, cũng tương tự với những căn 3 phòng ngủ. Thì bếp sẽ được bố trí bên phía tay phải. Thì Sunshine City Sài Gòn đó là sử dụng các trang thiết bị thông minh, cảm ứng, hệ thống đèn, máy lạnh và đặc biệt là có app Sunshine. App Sunshine thì có rất là nhiều ứng dụng cho các anh chị. Thì hệ thống máy lạnh, hệ thống bếp. Thì Sunshine City Sài Gòn được bố trí các tiện ích rất là nhiều bên trong các anh chị, gồm có 9 tòa lận. Thì bếp của chúng ta sẽ được bằng da như thế này, sẽ không có những cái trang thiết bị rời nha các anh chị, không có tủ lạnh. Đây là trang thiết bị thì được làm rất là tốt, các anh chị sẽ nhìn thấy đá của mình đây, đá và trang thiết bị TK là rất là nổi tiếng. Thì bên cạnh đó chúng ta sẽ có loggia. Các anh chị, loggia này chúng ta có thể được xem như là cái ban công của mình luôn đó. Chúng ta có thể ngồi đây bên ngoài. Thì chúng ta bố trí máy giặt ở đây, hệ thống giặt. Trong khi chúng ta mà giặt đồ, chúng ta có thể ngồi đây chúng ta thư giãn này các anh chị. Thư giãn và nhìn thoáng ra bên ngoài cái không gian. Nếu mà các anh chị nào ở tầng cao thì view rất là đẹp các anh chị. Đôi da của chúng ta cũng được bàn giao là lót gỗ như thế này. Thì chúng ta quay trở lại hệ thống bếp, phòng khách của mình. Đây là phòng khách. Thì tất cả các căn hộ của dự án Sunshine City Sài Gòn sẽ có hệ thống cửa kính full từ sàn tới trần luôn nha các anh chị. Đây là khi mà chúng ta kéo rèm ra thì toàn cái view ở bên trong cái căn hộ của chúng ta có thể nhìn thoáng ra phía bên ngoài, tạo cái không gian mà gần gũi với thiên nhiên hơn. Đây là cái hệ thống bếp. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên phòng ngủ này các anh chị. Phòng ngủ thì vừa mé bên tay phải của chúng ta, đó sẽ là một phòng ngủ nhỏ hơn. Tất cả các phòng ngủ sẽ được bàn giao lót gỗ như thế này. Và tất cả các phòng ngủ cũng đều có hệ thống kính full từ trần cho tới sàn. Khi mà chúng ta ngủ đây sẽ nhìn ra được không gian bên ngoài, và bên ngoài sẽ không thấy bên trong nha các anh chị. Tiếp theo đó là trang thiết bị nhà vệ sinh ngoài, nhà vệ sinh chung của phòng khách luôn. Cái trang thiết bị sẽ được bàn giao full như thế này nè các anh chị. Bồn cửa Duravit, hệ thống TK và đặc biệt là trang thiết bị bồn cầu thông minh. Chúng ta sẽ có những cái nút như thế này. Thì những cái trang thiết bị thông minh thì ít ở Việt Nam của mình, nhưng mà ở bên Hàn Quốc thì khá là nhiều về cái này nha các anh chị, Duravit. Đây, hệ thống kính và phòng tắm đứng như thế này. Rồi chúng ta đi vào bên trong phòng ngủ master, phòng ngủ chính, thì chắc chắn là sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong phòng ngủ chính. Đây, anh chị thấy là phòng ngủ chính có view rất là đẹp, cửa kính cũng full luôn. Thì phòng ngủ chính cũng khá là rộng rãi. Chúng ta bố trí được bàn trang điểm ở đây, tivi, và nhìn ra được bên ngoài toàn view. Và chúng ta sẽ có một cái không gian liên kết bên ngoài bằng cái cửa như thế này.
chúng ta mở cửa ra nha anh chị, sẽ lấy gió vô. Đây là hệ thống phòng ngủ. Giờ chúng ta đi vào nhà vệ sinh, đặc biệt nhà vệ sinh của phòng ngủ lớn ở đây. Kính trang thiết bị, trang thiết bị chậu rửa Duravit. Đá, chị đá này rất là láng này các anh chị. Đá tốt. Và bồn cầu thông minh cùng với phòng tắm đứng ở đây. Thì đây là căn 2 phòng ngủ. Bây giờ chúng ta quay trở lại phòng khách nha các anh chị. Đó là quang cảnh của căn hộ 2 phòng ngủ ở dự án Sunshine City Sài Gòn, ở đường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cận kề Phú Mỹ Hưng. Thì các chị nào mà đang quan tâm về dự án Sunshine City Sài Gòn, có nhu cầu một căn hộ cao cấp, hạng sang ở khu vực ngay Phú Mỹ Hưng, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Nếu mà các anh chị thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa sẽ update thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong sảnh của dự án Sunshine City Sài Gòn. Đây là cái sa bàn của dự án các anh chị. Cái sa bàn rất là đẹp nha các anh chị. Bao gồm chúng ta thấy được toàn khu 8 lóc ở đây, 9 lóc ở đây. Thì hiện Khoa đang có mặt ở bên trong tòa S1. S1 thì bên lầu 2 là khu vực sảnh của chúng ta, có đặt sa bàn và nhà mẫu của dự án. Đây là chúng ta thấy là đây các anh chị, Sunshine City Sài Gòn, thì view sông Cải Cấm ở đây nha các anh chị. Khu vực đây là sông Cải Cấm của mình. Đây là cầu sông Cải Cấm, cầu Phú Thuận, và bên là đường Phú Thuận, còn bên đây là phía Phú Mỹ Hưng, trung tâm hành chính của Phú Mỹ Hưng ngay bên tay của chúng ta luôn. Đó thì dự án cho chúng ta sau này sẽ được lên đèn LED rất là đẹp. Thì hiện Khoa đang có mặt ở bên trong tòa này nha các anh chị. Tòa này S1 thì có hai khu A1 và A2. Lối vào của chúng ta ở đây sảnh rất là đẹp, bên trong rất là nhiều tiện ích nha các anh chị. Có những cái cầu bộ kết nối giữa các tòa với nhau, và có những cái trường Maple Tree, Maple Beer của chủ đầu tư, và các hệ thống tiện ích khá là nhiều, hồ bơi kết nối, hồ bơi tràn, thác nước. Đây đó anh chị, thì hiện đang chuẩn bị sẽ mở bán những cái tòa tháp tiếp theo. Thì các anh chị nào mà có nhu cầu về căn hộ cao cấp ở khu vực Phú Mỹ Hưng, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Đây là 9 tòa của chúng ta, được đánh dấu từ S1 cho tới S8, S9, S1 cho tới S9. Đây khu vực sảnh này các anh chị, bên các anh chị sẽ thấy được là cái tòa S2 đang xây này các anh chị. S2 đang xây đã hoàn thành xong hầm và đang lên tầng 2 và tầng 3 nha các anh chị. Đây khu vực bên kia là Phú Mỹ Hưng của chúng ta. Các anh chị nào mà đã mua căn hộ của tòa S1 và S4, S7, thì nếu mà có nhu cầu chuyển nhượng lại thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên màn hình nha các anh chị. Khoa sử dụng Zalo, Viber, Telegram, WhatsApp.
thì Khoa đang có sẽ có video flycam rất là đẹp của cái khu, và ban đêm sẽ lên đèn của tòa S1. Các anh chị hãy đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi kênh của Khoa nhé. Khoa sẽ update thường xuyên video clip của mình. Đến đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Thank you.